Nhân dòng, ý chẳng có muốn cho nó mong, nhớ thật xóa, họ lúc ăn tu nó. Nú nó, bế sổ hối chua nó, cú xa tạo cho kịp ba. Tụi mình nhận chai nó, nếu nó bế hoa phơ, sẽ mong ra. Do hai tia, bế mong hù, nếu nó bế cho lên mình nhỏ mù. Lên mong hù thì quên nịa nó. Nú nhớ cho lũ xá, Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Lên lũ giò hùa thì giò Na Lam. Nếu nhà lên bên hồ quan tài sẽ mới ra. Nếu chỉ lên bên hồ yên của sẽ mới ra ấy giả thia lấy nhớ cho lưu rõ. Na Lam, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Ít trong nhà chỉ cứ tin nhận cha sẽ đờ nhớ cho số hối chùa nó. Chỉ do tụ cửa hai tia nhớ Facebook lo nhớ Zalo. Thọ ba mốt xa chia sẻ một thông. Hà Giang, sai buồn chia tàu nhà nhà nữ chìa nó. Xin giới yên thưa nhiệt tin chài. Do hai tia nê tàu bỏ nê tù mì nhận chài của tàu mua nê để đua cho là ô video ồn so á chài nê nà lờ. Do hai tia nê mì nhận chài lò nê cho nê chá. Lò xin nê lên tù chênh xê thò nê hù tô cho cú lù sọ tông nò. Thò nê hù tô cho cú thò cú chá nê sọ tông lờ thò nê hành giác khá tia nê yò phơ nê phơ chí. Lò xin hai tia phơ chênh xê. Cú yếu mùi lù xí hở lần do nê thả lò bia cho tên nò cho nê. Thế chỉ ta lên đó, cuối mùa này thường chạy lên bất sở tông, do cho nên nó nguy hiểm, khởi chia cho nên tàu hù. Ta xí nó, nên thường mình nhận chạy tàu yếu tí sở sở tế nó, ổ lúc nên cú rộng cơ hình gầu. Thế chỉ cho khó hệ tiền nếu chỉ mùa này chỉ mùa tí, hù chỉ tàu sở tông, ổ cho nên khó xí nếu quá hành. Nên do cụ thả sở tông thật tư, nếu cho hai cho cụ hệ tiền tiên lo manh. Có mùa cho bế lưu hù giá sánh, có mùa cho bế lưu gió. Các bác của nhà cụ chỉ nhắc ở tư, cũng do của nhà cụ chỉ hành. Chỉ ta linh đó, phải qua hành. Phải hai tia, phải một tỏ bí chồng nó, phải cho phân nhẹ phải chỉ cơ hơn gầu lì. Giờ hai tia, cụ ta một hầu đã lúc rõ. Thọ cụ ba xa xóa một cho lần nhẹ lưu chỉ, hù một cho nửa vì cho khỏi tiền hình cho lần nhẹ lưu chỉ hành. Chỉ ta linh đó, mua bởi cho tôi mong, tôi rõ số tế, phải bỏ lò, phải phương một nông ta lì. Cú cho nhẹ cơn gầu thế, cú bắt lúc cho nhẹ cơn gầu nó ít chung nhẹ gì cứ tên nhìn cha sẽ đờ. Giờ hãy tìa nên lên thư tôi bỏ với lúc video ổn là thọc bác mô xa một cỏ cho tỉnh Hà Giang. Lúc huyện Bắc Mê, xã Yên Cường, lúc gió Na Lam. Sẽ buồn xe tôi nhớ cứ nhìn tì nhìn vì nhìn dò thế nhìn 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 gì à nó. Giờ hãy tìa nên lên thư chánh dê nó chỉ thỏ nên hù tốt cho cú nó. Chỉ cú yếu mua nữ xử mai cho nên tôi hù một cho nữ vì cho khó tìa lúc xí nó. Phần cho cho phần nhé phần chỉ hành. Thổ phần nhé nhé là phần của mình nhỏ để thịa. Giờ hãy thịa bế mong hù phơ nà chế bế hù mình nhỏ bế nà chế bế mong hù hồi thịa quên nẻ nó. Ý chung nhé chí cứ tiết nhé chá nhớ cho lũ tỉnh Hà Giang là cho tỉnh Lào Cai. Thịa tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên Lai Châu cho cứ tiết mong sở đờ nhớ nê tổ bỏ nó thó nê ba mốt xa một châu. Lũ tỉnh Hà Giang thịa lũ huyện Bắc Mê xã Yên Cường, lũ gió Na Lam sẽ buồn chia tôi nhận được gì nữa. Bây mùa lũ ở trong đầu, cho gió nền cửa bác xa. Bây rồng thiết chia xia và chia xia hải tỉa cho tin hình bác bí xa nà lỡ. Nhưng chỉ thật kia nó cá nhân rồng. Thiết chỉ tả lên đá lò, thấu ở trong đầu. Cho tôn trải của hải tỉa, bác bí xa đầy xia, bác bí xa lấy video của nó một thông thuộc số lúc Facebook, thuộc số lúc Zalo. Nhớ dầu tỉnh Hà Giang hôi ác sánh. Thảo vật chồng tao cho tôn sẻ lùa bắt xa lấy video uống nó. Một kỳ vật chồng.